Bé trên 1 tuổi lên cho uống sữa gì? Đối với trẻ trên 1 tuổi thì hệ tiêu hóa của trẻ tương đối tốt rồi, nên sữa bé có thể uống đa dạng được rồi, như là sữa tươi, sữa bột hoặc là các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai. Nếu còn sữa mẹ thì cho bé bú sữa mẹ là sự lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, khi lựa chọn sữa cho các bé trên 1 tuổi thì không hẳn là sữa gì cũng được đâu nha. Mình sẽ chia sẻ về một số loại sữa để các mẹ đỡ nhầm lẫn nhé. Đầu tiên, có một số thức uống mẹ hay hiểu nhầm là sữa, ví dụ như một số thức uống từ mầm lúa mạch hoặc là một số loại mà mọi người hay gọi là sữa hạt. Nhưng mà này không phải là sữa đâu các mẹ nha. Đây chỉ là chúng ta quen gọi là sữa thôi. Các sản phẩm này không thể thay thế cho sữa được, nó chỉ thay thế cho các nhóm thực phẩm khác, nên các mẹ cần chú ý nhé. Thứ hai, sữa chua và sữa chua uống nhiều mẹ nhầm lẫn chúng là như nhau, nhưng thực ra sữa chua uống thành phần một số là sữa chua ở dạng lỏng, còn lại một số là thức uống bổ sung lợi khuẩn cho em bé thôi, và sữa chua uống không thể thay thế được cho sữa chua nha. Các mẹ cũng cần lưu ý, có những sản phẩm mà các bé độ tuổi 1 hoặc là 2, 3 tuổi chưa uống được. Chính vì thế khi mua sữa cho con, mẹ cần chú ý xem kỹ cái đối tượng sử dụng ở trên cái nhãn sữa đó là bao nhiêu tuổi để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của con. Khi cho bé sử dụng sữa, mẹ cũng cần chú ý lượng sữa bổ sung trong ngày cho con nha. Ví dụ trẻ từ 1 tuổi trở lên thì lượng sữa trong ngày cho bé là 500ml. Cứ 100ml sữa thì bằng 100g sữa chua bằng 15g phô mai. Nhưng các mẹ nhớ là mình phải biết sản phẩm này có thực sự là sữa hay không, hoặc là sản phẩm này có thực sự là sữa chua hay không nha.